Thưa quý vị và các bạn, đối với vùng đất chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai bão lũ như Quảng Trị, có được ngôi nhà mới để an toàn trong mùa mưa bão là niềm mơ ước của nhiều gia đình khó khăn. Đồng cảm và chia sẻ, 75 ngôi nhà mới đủ điều kiện chống bão lũ đã được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ cho người dân Quảng Trị. Để rồi từ những ngôi nhà mới, niềm vui lại được nhân lên trong cộng đồng. Vui vẻ, phấn khởi là cảm xúc của chị Hồ Thị Bình ở thôn Sông Phong, xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị khi được hỗ trợ xây ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. 7 năm lấy chồng bị khiếm thính, cũng là 7 năm chị vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Có được một ngôi nhà mới là điều chị chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy mà hôm nay, với sự hỗ trợ của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, mơ ước của chị đã trở thành hiện thực. Không thể kể hết niềm vui của chị Bình khi có ngôi nhà mới như thế này. Trước đây trời mùa mưa bão thì nhà mình rất là lo lắng. Mỗi khi trời mưa bão, nhà mình rất là lo lắng. Chứ có nhà họ cho, mình rất là vui, cả nhà đều rất là phấn khởi, có nhà mới ở. Không chỉ gia đình chị Hồ Thị Bình, với tổng vốn hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng, cùng với sự đối ứng của tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh và chính các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2022, trong diện được hỗ trợ, 75 ngôi nhà mới khang trang vững chắc đã được trao tặng cho các gia đình trong đợt này. Đây là sự hỗ trợ rất lớn để những hộ gia đình nơi đây có thêm động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Những ngôi nhà mà Hội chữ thập đỏ hỗ trợ mong muốn vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của Đảng Nhà nước thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam gửi tặng bà con có cái điều kiện để thích ứng phòng chống với thiên tai bão lũ. Thì đến nay cơ bản là 75 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thì ở đây là một sự giúp đỡ rất kịp thời của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng như Ủy ban tỉnh Quảng Trị và đối với địa phương. Đã qua đây là nhằm an sinh xã hội, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, những gia đình là bị ảnh hưởng lụt bão là vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này và để góp phần để xây dựng nông thôn mới. Cuộc sống vẫn tiếp nối trên các miền quê Quảng Trị, vẫn còn đó những khó khăn vất vả. Thế nhưng sự ấm áp từ những căn nhà mới được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng sẽ góp phần giúp các hộ gia đình an cư lạc nghiệp. Hơn thế nữa, sự hỗ trợ này còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cả cộng đồng xã hội dành cho những hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị. Đây chính là nguồn động viên to lớn để họ vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.